khổng minh đi. Ra có một cái CQR là ngon lành này. Bởi vì con này là hàng xịn nhất trong cái đám này. Bởi vì đơn giản là cái con bộ CQR đấy là coi như phiên bản bộ CQR AP vĩnh viễn. Bởi vì như các ông cũng biết thì bộ CQR trong tất cả các phiên bản bộ CQR mà không tính cái bản ra cắt lượng thì đúng con AP là các bản không có vĩnh viễn. Còn bản thường này, bản Dual Max và Dual Max AP là đều có vĩnh viễn hết. Mà các bản Dual Max vĩnh viễn này là chỉ Việt Nam có thôi nhá. Tờ rất nhỏ nhá. Rotty Collection, tập của Thông Sơn, AVKM, tập của Cả. Comic A đi. Comic A là một con Carnival, một con cartoon với cả một con... Thôi thì Carnival. Đang quay tay nhá, xin nhỏ. Đang quay tay nhá. Vẫn chưa gọi có may mớn gì mới nhỉ. Tớ vẫn còn 41 phiếu. Chờ đi. Cứ từ từ, cứ chờ đi. Cái trà dịch áp đất phụ kiểu gì trà bùng lỗ. Thật, áp đất phụ bùng lỗ nhá. Cái này là gì nhỉ? Phải dùng tự, phải dùng chữ L chứ không phải dùng chữ N. Thế bỏ có may mắn thì quay được không nhỉ? Có. Đấy lên đi. Well, có vẻ như là càng ngày cái nhìn nó tăng tới gần rồi đấy bạn ơi. Không sao cả. Tôi biết mà, nhưng mà ông không tiếc lắm. Ông không tiếc nhưng mà tôi thì có khi tiếc đấy. Mà đặc biệt là cái quả có mất dạy một bộ cắt sở vừa dinh kia. Ultimate Lobby. Hay là, à từ. Cái này. Cartoon CF trước á. Để Cartoon CF đi. Mẹ tôi xem là ra cái gì không? Ra cọp nữa tôi lại quăng một sọt rác đấy. Nhắc thêm một lần nữa. Ra cọp lần nữa tôi quăng thẳng vào sọt rác luôn. Tôi biết mà. Tôi hôm bữa tôi ra con côn cặp tôi cái đấy tôi vứt mẹ sọt rác luôn mà. Tôi bác vứt con côn. Con côn... Nó con rác nhưng con cọp đâu mà. Tôi chỉ vứt vào côn. Come on now. Lead. Well, then. À, Ultimate là hai cây M4 IG. Hết giờ. Trận đấu kết thúc. Không sao. Thì tôi biết mà trận đấu kết thúc rồi. Coi như là đồ nghề thì cũng xong cả rồi. Nghề thì cũng đã xong gặp ông quay lót luôn. Còn gặp thì cũng vớt cả... mấy cái mịt. Thục. Nói chung là đông đấy thì để cho giáo sư tự xử lý. Đó tôi nhờ cho phép ông quay 20 quả cầu may mắn có chứa dịch khẩu TKB. Đây đi. 20 hoặc 30. Ok đi. Ok, 20 quả thôi. Đây auto rồi chứ mày nốt GP tiếp mà. À, có một cái hơi mất dạy là cái đám Spring Army này giá ơi đắt hơn so với mấy con của bắn GP thường nhá. Sao đắt hơn? 5k4 một quả với cả 49k 10 quả mất dạy. Thế vẫn được 20 quả, không sao cả. À giá đất quay bộ A thì 50 quả nhẹ nhàng full combo nhưng mà cái bộ B thì mất gần 200 quả mới chịu ra có fan. Và hậu quả là gì nhỉ? 3 con TKB. Bruh. Nghĩ nhiều đang nói là tất cả cái đám Sukulogo đấy thì mỗi con fan mát xóa được còn 3 con kia không xóa được. Khẩu TKB nhìn giống ai nói nhỉ? Thực ra thì con TKB không bằng 1 với cả con Anarchy 4. Trên thực tế nó hai con đều là hàng ngang ngố. Nịt rồi. Hết. Đốt tiếp 10 quả nữa. Đốt tiếp à? Rồi, cuối quả cuối. Từ từ tôi chuyển server cho tắt khúc đã. Rồi. Nó quay à?
Ôi dồi, tôi quay Asanus rồi nên là tôi cũng chẳng phải quan tâm nữa. Kéo thơm tôi.